chỉ dùng súng tầm gần, vào leo rank sinh tồn thì gặp ngay hai team 4 chặn đường không cho vào bo và cái kết, súng tầm gần gì mà bắn mạnh dữ, địch chạy không kịp luôn. Click gồm nhiều trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Queen DZ. Thì thông thường anh em leo rank là anh em sử dụng một khẩu súng tầm xa và một khẩu súng tầm gần đúng không? Ok, ngày hôm nay tôi sẽ làm về một thử thách, đó là tôi sẽ sử dụng hai khẩu súng tầm gần để tôi leo rank như thế nào luôn anh em nha. Thì trước khi vào clip tôi sẽ có một câu hỏi mini game muốn đặt ra cho anh em luôn. Câu hỏi như sau, đó là giữa hai khẩu tiểu liên MP5 và PP19 khẩu nào mạnh hơn? Anh em comment đáp án của anh em vào bên dưới, mình sẽ chọn ra một bảng trả lời đúng nhất và lượt like nhiều nhất mình sẽ tặng cho một món quà ngẫu nhiên nha anh em. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận đấu thôi anh em ơi. Let's go. Ok, mình đã quay trở lại rồi anh em ơi. Đến với trận đấu ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nhảy cùng trời luôn anh em nha. Muốn lấy được top 1 bằng hai khẩu súng tầm gần thì rất là khó luôn anh em ơi. Cho nên là anh em phải lựa chọn khẩu súng hợp lý anh em ạ. Bên dưới mình có khẩu MP40 đây rồi anh em ạ. Nhặt MP40 đẩy qua ta chơi thằng bên này luôn anh em nha. Đi thôi anh em ơi. Lấy từ súng. Ok, sau khi tiêu diệt được tên này thì mình nhặt thêm ít đồ anh em ạ, di chuyển vào trong nhà để cứu lại số 2 anh em nha. Thì sau khi cứu lại số 2 thì sau lưng mình có tiếng chân nó đẩy vào luôn anh em này. Rồi cùng tôi tiêu diệt cái thằng này luôn anh em ơi. Sau khi tiêu diệt được tên này thì mình nhặt thêm ít đồ nữa anh em ạ. Di chuyển ra bên ngoài để kích hoạt cái con quái vật để tiêu diệt nó để tìm kiếm cái khẩu MP5 nha anh em. Rồi anh em cùng tôi đẩy ra chơi con quái vật này luôn anh em ơi. Đi thôi. Sau khi tiêu diệt được tên này xong thì mình cướp đồ của nó anh em ạ. Nâng lên MP5 thì nhìn lên bảng đồ nhỏ thì bó rất là xa luôn anh em ơi. Di chuyển vào trong này thì có chiếc xe máy anh em này. Lên xe máy ta di chuyển qua bó luôn anh em nha. Thì sau khi di chuyển qua bó thì phát hiện trên công trời này nó cứu lại anh em ạ. Đây trước mặt luôn anh em ơi. Rồi cùng tôi tiêu diệt cái thằng này luôn anh em nha. Ok, sau khi tiêu diệt được tên này thì ở đây vẫn còn người nữa anh em nha. Nhặt xong ít đồ rồi mình vừa chạy vừa di chuyển vào bó thì phát hiện đụng đồ của nó đẩy vào anh em này. Rồi, cùng tôi xuống xe lầm thằng này luôn anh em ơi. Ok, sau khi clear được team này thì mình đẩy xuống rồi nhặt thêm ít đạn tiểu liên anh em ạ. Di chuyển lên tháp đồng hồ để kiểm tra xem còn ai không thì phát hiện bên trái này có hai team nó bắn nhau luôn anh em ạ. Rồi, cùng tôi kéo bỏ túi này luôn anh em nhá. Đi thôi anh em ơi.
ok, bộ giá 21 kg luôn anh em ạ. À. Rồi mời anh em qua trận thứ hai luôn anh em nha. Thì sau khi mình nhặt được khẩu PP19 thì mình di chuyển xuống bên dưới anh em ạ. À. Phát hiện ở cái nhà hai lâu này có người luôn anh em ơi. Bực tâm lên bằng cái thằng này luôn, lắt rất là ghê luôn anh em ơi. Rồi anh em cùng tôi xử cái thằng này luôn anh em nha. Okay, sau khi tiêu diệt được tên này thì ở đây hết người rồi anh em nha. Di chuyển lên bên trên thì phát hiện đồng đội bị bắn ở phía bên kia, cặp treo bên kia anh em ạ. Rồi cùng tôi đẩy qua cái cặp treo bên kia bảo thủ treo đồng đội luôn anh em nha. Đi thôi anh em ơi. Bên kia có một thằng nữa anh em ạ. Rồi, tôi xin tạm dừng tại đây luôn em nha. Bye bye anh em ơi.